Xin kính chào các bạn, hôm nay mình sẽ đến với chùa Quan Âm Linh Ứng của thành phố Sóc Trăng, hay còn gọi là chùa Phật Hồng Hai. Ngay đầu ngày đầu năm của mùng một Tết của năm Canh Tý, hôm nay thì bà con mình thấy đến đây rất đông. Mình mời các bạn cùng mình vào để mà tham quan cái khung cảnh chùa và giếng thắp nhang ở nơi đây. Mời các bạn vào cùng mình tham quan nơi đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn thăm quan được sức khỏe và sự chú ý. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi, giờ này là khoảng 4 giờ rưỡi chiều của ngày mùng 1 Tết, là ngày đầu năm năm Canh Tý. Thì bà con đi giếng chùa rất đông. Đây là chùa Quan Âm Linh Ứng của thành phố Sóc Trăng, hay còn gọi là chùa Phật Hợp Hai. Bây giờ thì nơi đây là bãi đậu xe, thì mình đang vừa tới ở nơi đây. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn từ từ giới thiệu vào bên trong của chùa Quan Âm Linh Ứng này. Trước này thì có cái tượng Phật mẹ Quan Âm đứng cao các bạn, màu vàng. Bây giờ mình mời các bạn vào phía bên trong của mình. Đây là những điểm mà người ta thắp nhang dâng hương cho mẹ Phật Quan Âm. Đây là toàn cảnh mình đứng ở trên tượng mẹ Quan Âm quay xuống các bạn. Hiện giờ là bà con đứng đến đây để mà tham quan. Khu này là được làm và kiến thiết ở đây. Những ngày đầu năm thì bà con ở Sóc Trăng thường là đi viếng những cái chùa chiền của tỉnh, trong tỉnh và ngoài tỉnh các bạn. Ở đây thì người ta đi khoảng là hết tháng Giêng. Là những người bốn người, là những người tám năm rồi, những người
để đến đây để dâng hương và thắp nhang để mà khấn nguyện những lời tốt đẹp cho con của năm, cho gia đình và cho bản thân. Đến nay thì người ta cầu cho bình an và sự như ý, những điều tốt lành đến cho gia đình. Trời, cái cây thanh la nó có bông các bạn. Bây giờ mình mời các bạn vào từ từ bên trong và khám phá những nơi đây, những nét đẹp của chùa Quan Âm Linh Ứng của phố Sóc Trăng. Bây giờ mình cùng mời các bạn đi vào cái chánh điện của chỗ này, rồi mình sẽ đi ra sau thêm cái những cái phong cảnh ở phía sau của chùa. Nơi đây mình làm cũng chưa có hoàn thành các bạn. Đây bà con lớn này dân hương rất đông. Năm Như Đạo Phật, chúng tôi chuyển tất cả quý bà con kinh quá được rất là may mắn bình an. Bà con mình gắng tranh thủ lại Phật trong ngôi Đại Hùng Bảo Điện mới xây xong. Rồi bà con mình đi thẳng ra sau để tham quan vua Phật Tết Tam Tai. Tam Tai năm nay là tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, có duyên được có lành. Bà con mình nhớ đơn giản gì thôi, nếu các em các cháu mình nhớ năm nào mà tuổi mình cộng lại là bù á quý vị. Ví dụ 7-3, 4-6, 8-2, thì bà con mình nhớ năm đó mình hết sức là cẩn thận, kỹ lưỡng. Vì năm đó là ngũ hành tương khắc, vào cái năm đó thì không có tốt. Bà con tử ha, khi hai cái tuổi mình cộng lại mà là bù, thì năm đó mình cẩn thận, kỹ lưỡng các nghiện. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở chỗ này là những cái quẻ xăm mình xin xong, mình sẽ đến đây mình xin những cái quẻ xăm này về gửi quẻ các bạn. Bây giờ mời các bạn vào cái bên trong của bệnh viện mới xây xong các bạn. Đây, cái chánh điện này vừa đã hoàn thành xong. Cái chánh điện của là Phật. Bên này thì người ta cúng sao cúng để mà cầu bình an các bạn. Chỗ bên này mình đi đến đây đầu năm thì thường là mình cúng để hạn những cái năm tuổi. Đây là cái đông các bạn. Tới người nó trước chút xíu chỗ cái tượng Phật. Mình quay ra cho các bạn xem cái tượng Phật ở trong cái chánh điện vừa xây hoàn thành giữa năm 2023 này. Bắt con đến này để dân hương và lễ Phật rất là đông và rất có lòng thành ở nơi đây, nơi của Phật. Bây giờ mình mời các bạn tiếp tục đi tiếp tục để mà tham quan khu của chùa Quan Âm Linh Ứng nơi sau. Đây là cái cảnh bên hông của cái chánh điện các bạn. Năm tuổi
Bây giờ mình mời các bạn cùng mình đến chỗ cái ao cá ở trong cái chùa của quý ông Linh Ứng để nhìn xem cho những người mà giếng chùa mua cho cá ăn ở đây rất là đẹp. Đây là mình sẽ đi tới ở đây. Hậu tháng 22 tuổi, Hành Kiều 37 tuổi, Trần Thụ Tịnh 24 tuổi, Nguyễn Cầu An, Quách Văn Hoảng 37 tuổi, Tạm Quân Hồng 36 tuổi, Đệ Chương Bắc 33 tuổi, Quách Văn. Đây là chùa Minh Ứng, đây là hồ cá ở đây thì bà con đến đây để dưới chùa thì người ta ghé đây để mùa mua thức ăn cho cá để chi giãn luôn các bạn. Đây các bạn coi ở dưới ao thì có nhiều con cá rất lớn và được chùa ở đây nuôi rất lâu. Bây giờ thì bà con đến đây để mà cho cá ăn. Phía trước mình là một chiếc thuyền nằm ở dưới cái hồ. Bây giờ mình sẽ mời các bạn tiếp tục đi tham quan phía sau. Đây là chỗ này để bán thức ăn cho cá. Còn đến đây cho lấy một thức ăn và cho cá ăn rất đông. Đây các bạn nhìn ở dưới này có nhiều con cá nhỏ này. Ở đây là cái đường trên đường chuẩn bị ra phía sau là những cái khung cảnh của chùa đó các bạn. Còn ở đây thì trong chùa có làm những cái trọng để cho khách tham quan khi mà khỏi thì đến đây nghỉ ngơi nơi đây. Các bạn, phía sau này là có những cái con hạt mà người ta chơi trên cây rất đẹp. Đây là những thứ hạt giấy ở trong chùa ta
trang trí để cho cái vẻ đẹp nó càng thêm tăng thêm cái phần sắc xuân. Sẽ đi qua bên này khoảng một cái đồng bè. Rồi xong lúc một cây xin chào các bạn, hẹn các bạn là video sau. Chúc các bạn một năm mới an khang và thịnh vượng. Mình sẽ mời các bạn và xem tiếp cái phần 2 ở phía sau, tại vì bây giờ thời lượng nó cũng có chứ nha. Thời lượng bây giờ mình sẽ mời các bạn vào tham quan phần 2 tiếp theo vào video của mình nhé. Yeah.